gì, đúng không? Là sinh lão bệnh, sinh lão bệnh. Ủa mới u là trời à, còn tết nữa hả? Lộn mệt quá. Lại rồi, hồi nãy là sinh rồi đó, hồi nãy là bệnh rồi đó, lại đi chỗ cái gì tiếp tục đi để cho tao quay lão lão là u là chờ tết nữa hả, là lão. Dạ, yeah, lão còn cái kia thử tết nữa lão thì thêm một chữ vô lão là bệnh, thêm một chữ rồi á. Rồi hả, đi xuất đâu lão bệnh thôi hả, lão đi rồi nói chuyện được rồi, đừng có đạp nữa. Đúng rồi, đúng lão không phải hỏng, lão u á, là phàn cái điện tâm, phàn cái điện tâm, phàn cái điện tâm. Vậy là u là trời tết nữa hả. Mọi người có nghĩa là ai cũng ngạc nhiên là vì mới tết năm rồi á, là mình ăn ở không, mình dịch covid là ai ở nhà nấy coi như bế quan tỏa cảnh hết vậy đó, mà ở nhà miết cho tới vừa mới hoạt động trở lại đây là đã tới tết rồi. Thế là bèn có một câu cảm thán u là trời tết nữa hả, ha mọi người ha. Chóc hả? Nó dẫn ra nhỉ? Đúng rồi. Có mấy cúc ở đây vậy? Chết rồi. Đây, quay qua đây chỉnh luôn cho. Qua đây. Coi. Nó bị dẫn lên. Trời ơi. Lên. Tại rau thiệt đó mọi người nha, không có giả nha. Okay. Rau thiệt mà nó bị dính vậy đó anh mà. Ừ. Trời. Ok. Trời ơi, yên nguyên lại rồi đó. Ê, nó lục quá. Đi đó, đi sợ đây. Con chúc U, chúc thầy, chúc cô, chúc anh Kevin, chúc anh Nam có một ngày nhà giáo Việt Nam vui vẻ, hạnh phúc, đặc biệt là có nhiều sức khỏe để nâng đỡ, dìu dắt tụi con đi tới cuối rồi. Cảm ơn nha. Đó, sẽ cho anh cầm đây, cầm đây. Rồi, cái. Rồi,
chạy qua cô luôn anh. Anh Phúc qua cô. Qua đây luôn đi hai hai dạ, hai. Bây giờ mình đang quay phim gì? Qua đây luôn ha. Mình đang quay phim 2 3 nữa nữa. Nhà ta giang tay đón thêm nhiều 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 lộc xuân. Năm nay ước mong sao mỗi ngày những bữa cơm đầy tiếng cười. Tết 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 nhà ta yên vui chúc cho người 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 một năm càng khang sức khỏe và đạt được những ước mơ.